Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ, khung giờ dành cho bản tin an ninh cận cảnh phát trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. Ngay bây giờ, Quay Đức mời quý vị cùng theo dõi những thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội vừa cập nhật. Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Tòng Văn Lúng sinh năm 1977, trú tại bản Non Hạt, xã Non Hạt, huyện Điện Biên, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 3 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã tiếp nhận một bệnh nhân có vết thương ở vùng ngực, được xác định là đã tử vong trước khi đến trung tâm. Ngay sau đó, lực lượng công an đã xác minh chủ triệt làm rõ nhân thân người bị hại. Sau hơn một giờ điều tra, cơ quan công an xác định bị hại là anh Lường Văn Soan, sinh năm 1981, và đối tượng gây án là Tòng Văn Lúng, sinh năm 1977, cùng trú tại xã Non Hẹt huyện Điện Biên bước đầu tổng văn lúng khai nhận, tối ngày 3 tháng 9 khi đến chơi nhà một phụ nữ ở xã Thanh An thì gặp anh Lường Văn Soan. Tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn, tổng văn lúng đã rút dao mang theo người, đâm một nhát vào chùm ngực trái của anh Soan, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cục cảnh sát giao thông cho biết, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông làm 76 người tử vong và 95 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 3 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm, phạt tiền 71,8 tỷ đồng, tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác, tước 7.166 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn các loại. Công an huyện Chính Hưng tỉnh Long An vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền với quy mô lớn. Trước đó nhận được tin báo của người dân, công an huyện Chính Hưng huy động lực lượng phương tiện bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại nhà của Trần Quốc Cần, sinh năm 1987, ngụ tại ấp Ông Lạc, xã Chỉnh Thuận, huyện Chỉnh Hưng do hai đối tượng Trần Quốc Cần và Phan Thanh Long sinh năm 1988, ngụ ấp Cả Nga, xã Chính Thuận, huyện Chính Hưng tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 23 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ tăng vật gồm 34 triệu 907 ngàn đồng, 4 con gà trống đá, 6 cặp cửa gà bằng kim loại, 18 điện thoại di động và 19 phương tiện xe mô tô các loại. Công an quyền đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, một cây đa cổ thụ đã bật gốc đổ ngang trên đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội, là một ô tô 5 chỗ bị bẹp dúm ở phần nóc. Giao thông ùn tắc. Cụ thể, một cây đa cao lớn có đường kính hơn 50cm bất ngờ bật gốc đổ ngang đường, khiến cho giao thông ùn tắc tại đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã phối hợp với đơn vị chức năng trên địa bàn phân luồng giao thông, thu dọn và bàn giao lòng đường cho người tham gia giao thông. Sự việc rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được lãnh đạo công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội lý giải là do mưa vào sáng ngày 4 tháng 9. Theo người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi bật gốc, phần rễ cây rất ít, ngắn, nhỏ và nông. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giữ đối với Phạm Đại Đức, 20 tuổi, trú tại thôn Chỉnh Hy, xã Chính Hải, huyện Ninh Hải, về hành vi tàn trữ trái phép vật liệu nổ. Theo kết quả điều tra, vào tháng 3 năm 2023, Đức mua 8 cục thuốc nổ và 2 kiếp nổ với giá 1,6 triệu đồng từ một người đàn ông ở huyện Thuận Nam. Đến ngày 26 tháng 8, Đức bị tổ tuần tra của đồn biên phòng Vĩnh Hải kiểm tra và phát hiện bắt quả tang đang tàn trữ 1.478,69 gram thuốc nổ trên tàu. Tại cơ quan công an, Đức khai nhận mua số thuốc nổ trên để sử dụng đi đánh bắt cá và đã sử dụng hai cục để kích nổ tại biển Hòn Đỏ thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Hiện chủ triệt đang được củng cố hồ sơ xử lý theo luật định. Công an tỉnh Lào Cai cho biết công an thành phố Lào Cai vừa phá thành công chuyên án mang bí số 623T triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực phường Pom Hán, thành phố Lào Cai với nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp gây bức xúc cho nhân dân trong thời gian dài. Cầm đầu điểm mua bán trái phép chất ma túy trên là Vũ Hữu Tỉnh, 65 tuổi, ngụ trên địa bàn. Tỉnh trực tiếp là người bán ma túy tại tầng 2 ngôi nhà của mình và chỉ bán ma túy cho đối tượng quen biết, với những đối tượng lạ mặt tỉnh không bao giờ giao dịch ma túy. Một số con nghiện gọi tỉnh là lão Phật gia, về độ tinh quái, ngông nghênh của mình, có những con nghiện được tỉnh tạo điều kiện cho sử dụng ma túy ngay trong nhà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của chủ hữu tỉnh, ban chuyên án thu giữ tổng trọng lượng ma túy gồm: hồng phiến 3,63g, heroin 62,14g, ma túy đá 3,09g, hồng phiến trộn heroin 0,47g. Trước những tài liệu chứng cứ, Vũ Hữu tỉnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, ban chuyên án còn phát hiện xử lý 6 đối tượng nghiện ma túy trong nơi ở của tỉnh với mục đích mua ma túy. Thưa quý vị, một vụ cháy vừa xảy ra tại kho chứa hàng thuộc công ty điện tử nằm trên phường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh trong đêm ngày 4 tháng 9. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ kho hàng nằm sâu cách cổng công ty hàng trăm mét. Lúc này, bảo vệ và người dân phát hiện cháy liền hô quán, dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành, đám cháy sau đó bùng phát rất nhanh khiến toàn bộ khu vực mất điện. Nhận được tin báo, công an phường 12 phối hợp cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa. Sau khoảng 15 phút tiếp cận, đám cháy cơ bản được khống chế, thiệt hại chưa được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Ngày 4 tháng 9, đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn quận Phú Nhuận. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, tàu lửa số hiệu SE7 chạy từ ga Hà Nội giao ga Sài Gòn hướng Bắc Nam. Khi tàu lửa đến gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận thì xảy ra tai nạn giao thông đường sắt với một người đàn ông, khiến người này tử vong tại chỗ. Ngay sau đó phát hiện tai nạn, tổ lái tàu liền dừng tàu quả lại để giải quyết vụ việc. Tai nạn xảy ra đúng vào giờ, giờ cao điểm chiều nên giao thông khu vực ủng tắc kéo dài, di chuyển khó khăn. Nạn nhân được xác định là BBD, 36 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị liên quan, công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt khám hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ngay sau đó tàu quả tiếp tục di chuyển hành trình tránh tình trạng kẹt xe kéo dài. Ngày 4 tháng 9, Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa vừa bắt giữ nghi phạm Đoàn Thúy Hà, 37 tuổi, ngụ tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Trang, Hải Dương. Người phụ nữ có biệt danh là hot girl của tiền, Bên La, về hành vi trộm các tài sản. Cụ thể, Đoàn Thúy Hà có biệt danh là hot girl của tiền, Bên La, trên mạng xã hội, vì thường xuyên có hành vi không trả tiền khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, Người này còn thường xuyên ăn mặc kỳ dị, sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹ loẹt, vượt qua nhiều địa phương khác nhau trên cả nước. Tối ngày 3 tháng 9, hot girl quyệt tiền Bella đã lấy trộm một chiếc xe máy của người dân tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, sau đó di chuyển trên quốc lộ 1A hướng Thanh Quá, Hà Nội. Khi đến địa phận xã Yên Dương, huyện Hà Trung, thì hot girl quyệt tiền Bella bị người dân địa phương phát hiện, giữ lại và báo cho công an địa phương. Công an xã Yên Dương sau đó đã bàn giao đoàn Thúy Hà cho công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra làm rõ việc trộm cắp tài sản của Hà. Công an tỉnh Quảng Nam vừa khống chế Nguyễn Trăng Minh, 32 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi và đưa về trụ sở Trung tâm Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh do người này có biểu hiện ngáo đá, cầm dao trượt đuổi tài xế taxi gây náo loạn cây xăng. Cụ thể, trước đó, Trung tâm Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh nhận được tin báo một đối tượng cầm dao chặn đường tài xế taxi tại cây xăng ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, ngay lập tức, lực lượng chức năng đến hiện trường khống chế Minh thu giữ tăng vật gồm hai con dao và một số tăng vật khác. Tại cơ quan công an, người này có lời nói hành động biểu hiện không bình thường, nghi ngáo đá. Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành tiếp tục xử lý theo quy định. Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh LA34 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An kính chào tạm biệt